Xin chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại các bạn tại kênh của Mr. Jero. 20 bàn thắng khó quên của CR7. Trước trận Juventus chạm trán Lokomotiv Moscow ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League năm 2019-2020 diễn ra, tiền đạo Cristiano Ronaldo bên phía Bà Đầm và Thành Turin đã chia sẻ về một số vấn đề. Đáng chú ý, dù đã 34 tuổi, song cầu thủ người Bồ Đào Nha này vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi gánh nặng tuổi tác. Tôi không quan trọng chuyện mình 33, 34 hay 35 tuổi. Có thể nhiều người cho rằng đây là độ tuổi xế chiều của giới cầu thủ, nhưng tôi lại không đồng tình với họ. Hiện giờ, tôi vẫn có khả năng tạo ra sự khác biệt mỗi khi ra sân. Và bây giờ, hãy cùng Mr. Jero tổng hợp lại 20 bàn thắng khó quên của CR7 nhé. Đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh ở bên dưới nào. Tạm biệt. Os limites da lógica! Ronaldo! 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 17 năm chơi bóng đỉnh cao, Cristiano Ronaldo đã gây kinh hoàng cho các hậu vệ đối phương và anh không có ít bàn thắng để đời ở các trận đấu đỉnh cao tại cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết mới đây thì CR7 đã xác lập thêm một cột mốc vĩ đại, đó là 700 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Quả là một con số không tưởng đúng không nào? 700 bàn thắng đó đến từ rất nhiều cách khác nhau. Ronaldo ghi 442 bàn bằng chân phải, đánh đầu ghi bàn nhiều gần bằng chân trái và ghi 2 bàn từ các bộ phận khác trên cơ thể. Trong danh sách dài dằng dặc, hằng hà vô số những sự phẩm đó, Mr. Jero đã phải vất vả để chọn lọc hơn 20 bàn thắng khó quên của Cristiano Ronaldo. Nếu các bạn cũng là một fan hâm mộ của anh 7 thì đừng nên bỏ qua clip ngay sau đây nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào. Nếu thường xuyên quan sát Ronaldo sút phạt, bạn sẽ thấy ngôi sao người Bồ có thói quen dùng mũi chân sút bóng, đưa bóng đi theo quỹ đạo cầu vòng. Điểm đến của bóng có thể là góc thấp trong khung thành như siêu phẩm trong trận Derby Madrid cách đây hơn 7 năm. CR7 tung cú sút vòng qua hàng rào Atlético trong khi thủ môn Thibaut Courtois đứng yên không kịp phản ứng. Ronaldo đã có lần trở lại Bồ Đào Nha đáng nhớ khi siêu phẩm của anh giúp MU giành chiến thắng nhọc nhằn trước Porto. Ngay ở phút thứ 6, nhận bóng ở khu vực vòng tròn giữa sân, CR7 đã tung một cú rocket hạng nặng từ khoảng cách 36,2m bằng chân phải, không cho thủ môn của Porto một cơ hội đạt cản phá nào. Siêu phẩm này được huấn luyện viên Ferguson ca ngợi là không thể tin nổi, trong khi chính tác giả gọi nó là pha lập công đẹp nhất anh từng ghi. Không chỉ nổi tiếng với pha dứt điểm cực tốt bằng cả hai chân lẫn khả năng dứt điểm bằng đầu, Ronaldo còn đôi lúc khiến người xem phải ngã mũ thán phục bằng những pha xử lý ngẫu hứng, đậm chất kỹ thuật. Những pha làm bàn từ các tình huống đánh góc chính là minh chứng hữu hiệu về khả năng xử lý bóng kỹ thuật của tiền đạo người Bồ. Một phong cách ghi bàn rất Ronaldo, nhận bóng từ Marcelo bên cánh trái, Ronaldo đưa tốc độ với Alessandro Florenzi, ngoặt một nhịp làm lỡ đà hậu vệ này trước khi vuốt bóng vào góc cao khung thành của thủ môn Hugo Chiesa. Nhiều người vẫn hay hỏi Ronaldo có kỹ thuật gì mà xứng tầm huyền thoại. Xin thưa, đó là những cú rocket hạng nặng với khoảng cách lên đến hàng chục mét. Siêu phẩm mà bạn đang chứng kiến mới chỉ là một trong vô số những cú đại bác mang thương hiệu CR7 thôi nhé. Những pha đá phạt của Ronaldo thường rất dị, từ cách đẩy đà, từ thế sút tới quỹ đạo bay của trái bóng. Cú đá phạt vào lưới của thủ thành Diego Lopez ở mùa giải đầu tiên chơi cho Real Madrid chính là một minh chứng rõ nét nhất. Cách mà Ronaldo làm khổ các hậu vệ đối phương bằng những pha đảo chân và càng lướt được thể hiện rất rõ ràng ở trận đấu nói trên, và cụ thể là bàn thắng mà anh ghi được. Chiến thắng này cũng đã giúp Real trở thành đội bóng đầu tiên tại Champions League ghi được 6 bàn trên sân khách trong những loạt knockout. Dù trước mặt CR7 là hàng thủ Emboli dày đặc, nhưng Ronaldo vẫn có cú ra chân đẳng cấp đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành. Chứng kiến siêu phẩm của Ronaldo, huấn luyện viên Marc Allegri đã hết lời ca ngợi. Thậm chí, chiến lược gia người Ý còn khẳng định bàn thắng của siêu sao người Bồ sẽ là hình mẫu để thế hệ trẻ sau này bắt chước theo. Đây có lẽ là bàn thắng hài hước nhất trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha. CR7 có lẽ là quá bất ngờ khi thấy thủ môn đối phương băng ra soạt bóng hệt như một hậu vệ.
anh chàng choáng đến nỗi loạn choạng vài bước, thế nhưng bóng nào có tha cho siêu sao. Nó rơi trên lưng anh trước khi tạo cơ hội để CR7 tung cú vô lê nhẹ nhàng vào lưới trống. Đấy, chỉ cần như vậy là một siêu phẩm đã ra đời. Đến chủ nhân của nó còn không nhịn được cười với bàn thắng có 1-0-2 này cơ mà. Sau khi nhận bóng từ giữa sân, Ronaldo đi bóng qua hai cầu thủ Almeria trước khi khiến người thứ ba bị lỡ đà, rồi tung một cú sút sấm sét bằng chân trái. Tất cả những kỹ năng tốt nhất của một sát thủ đều được thể hiện trong bàn thắng này. Trong thế trận khó khăn trước Fiorentina, lại một lần nữa ngôi sao số 1 của đội bóng lên tiếng. Phút 33, xuất phát từ đường truyền của đồng đội bên cánh trái, Ronaldo dẫn bóng vượt qua sự truy cản của hậu vệ Fiorentina trước khi dứt điểm cực mạnh làm tung lưới đội khách, qua đó đưa Real lên dẫn trước. Lại một bàn thắng thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong lượt sút của Ronaldo, nhận bóng từ khoảng cách gần 40m so với khung thành của Osasuna. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đẩy bóng một nhịp để lấy đà và tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ thành của đội chủ nhà. Vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký, Ronaldo đã giành lấy danh hiệu bàn thắng đẹp nhất Champions League năm 2018-2019 nhờ siêu phẩm xé lưới MU. Ở pha bóng này, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có tình huống thoát xuống rất nhanh, đoán đường truyền vượt tuyến của đồng đội trước khi tung cú dứt điểm một chạm uy lực hạ gục thủ thành David De Gea. Pha lập công đẳng cấp này thể hiện đầy đủ mọi điểm mạnh của CR7, đó là tốc độ, sức mạnh và sự chính xác dù anh đã bước sang tuổi 34. Xem ra CR7 rất có duyên với mảnh lưới Sevilla. Hết lần này đến lần khác, anh phá tung lưới đội bóng này. Lần này vẫn là công thức hết sức quen thuộc, số 8 Real truyền bóng vào khi CR7 đã yên vị ở trước khung thành từ khi nào. Và chỉ cần bóng đến đúng địa chỉ CR7, tự khắc cái tên Cristiano Ronaldo hiện lên bảng điện tử. Nhắc đến Cristiano Ronaldo, dĩ nhiên không thể thiếu những pha solo đẳng cấp, món vũ khí mà anh luôn bị đem ra so sánh với đại kình địch Messi. Lần này, nhận bóng từ trước khu vực 16m50, tiền đạo người Bồ Đào Nha thực hiện hai cú đảo chân nhanh như điện, giúp anh vượt qua ba cầu thủ trước khi nã đại bác bằng chân trái tung lưới đối phương. Đây có lẽ là một trong những cú đá phạt tốt nhất mà Ronaldo từng thực hiện trong sự nghiệp. Từ cự ly khoảng 25m, ngôi sao người Bồ Đào Nha tung cú nã đại bác khiến thủ thành David James chỉ biết đứng nhìn như trời trồng. Vào năm 2012, Ronaldo tiếp tục có cú đánh gót khi đã xoay lưng hoàn toàn về phía khung thành. Cú đánh gót nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiểm hóc, từ từ đi qua tất cả những chướng ngại vật và bay vào lưới. Pha dứt điểm đã thể hiện sự tinh tế của Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cứ như thể đang múa trên sân vậy. Chỉ 3 phút sau khi Messi ghi bàn thắng gỡ hòa, Cristiano Ronaldo đã ngay lập tức đáp trả. Xuất phát từ một pha phản công nhanh, Isco có đường chọc khe hoàn hảo cho Ronaldo. Chỉ cần một giây do dự của Piqué, trung vệ số 3 của Barca đã phải trả giá khi để Ronaldo tìm ra kẽ hở, cứ lòng hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, không cho Ter Stegen bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Thêm một cú đá phạt mang thương hiệu Ronaldo, dù lúc này anh đã luống tuổi và không còn giữ được khả năng đá phạt đáng nể như trước. Phút 88, ở trận đấu vòng bảng Euro năm 2016 với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang bị dẫn 3-2 và Ronaldo bước lên chấm đá phạt, thực hiện một cú sút găm bóng vào góc xa ấn định trận hòa 3-3 đầy kịch tính. Trước khi thực hiện cú móc bóng kiểu xe đạp chống ngược, Ronaldo tung mình lên độ cao 2m30. Mũi chân phải của Ronaldo thậm chí còn cao hơn cú bật nhảy của Di Schillo, hậu vệ bên phía Juventus, người cố gắng truy cản Ronaldo thực hiện pha dứt điểm. Bàn thắng ấy đẹp đến mức nó thuyết phục được tất cả các nhà chuyên môn, dù là người khó tính nhất, và thậm chí là chính các fan của Juventus cũng phải đứng dậy vỗ tay, tán thưởng cho vẻ đẹp của siêu phẩm xe đạp chống ngược. Dù rằng đội nhà nhận bàn thua, những tràng vỗ tay tại Turin là minh chứng cho vẻ đẹp hoàn mỹ mà CR7 đã làm được. Các bạn vừa cùng chúng tôi tìm ra 20 bàn thắng khó quên trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Theo bạn, đâu là bàn thắng đẹp mắt nhất? Nếu danh sách này còn thiếu siêu phẩm nào, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để theo dõi được những video mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!